Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh xe máy Hòa Bình Minh. Trong video ngày hôm nay thì Linh sẽ cập nhật giá các dòng xe Honda, các chương trình khuyến mại, đặc biệt là các bạn đang quan tâm về mẫu xe Honda Winner X. Trong vài ngày trở lại đây thì có rất nhiều khách hàng gọi điện cho Linh tham khảo về mẫu xe này, và cũng có những khách hàng có nói với Linh rằng là có nghe được thông tin là sắp tới Honda Việt Nam sẽ cho ra phiên bản Winner X V4 hoàn toàn mới. Thì thông thường chu kỳ của Honda Việt Nam khoảng từ 2 đến 3 năm thì Honda Việt Nam sẽ cho ra mẫu xe mới. Nhưng mà theo Linh nghĩ thì có thể thời gian tới Honda Việt Nam sẽ cho ra phiên bản mới, nhưng nó sẽ không có quá nhiều sự thay đổi về ngoại hình hay là mẫu mã, mà chắc là đâu đó nó sẽ có một chút thay đổi về dung tích động cơ chẳng hạn. Thì hiện tại vẫn chưa có thông tin gì chính thức từ Honda Việt Nam cả. Và đây thì vẫn đang là hiện mẫu xe Winner X mới nhất đang được bán tại các đại lý xe máy Honda. Sau đây Linh sẽ cập nhật giá và các chương trình khuyến mại cho các bạn tham khảo. Trước mắt các bạn thì Linh đang có 3 chiếc xe Honda Winner X. Đầu tiên thì với chiếc xe Honda Winner X, đây là phiên bản thanh thường. Ở đây Linh đang có hai màu sắc, đó là màu đen và màu đỏ. Và với phiên bản này thì ngoài màu đen, màu đỏ ra nó sẽ có thêm màu trắng nữa các bạn lựa chọn nhé. Thì mẫu xe Honda Winner X phiên bản đời V3 thanh thường, hiện tại bên Linh đang để giá cho các bạn là 33 triệu đồng. Và hiện tại thì đang có chương trình là hỗ trợ 3 triệu tiền đăng ký. Vì vậy mà giá sau khi được hỗ trợ 3 triệu thì với một chiếc xe Winner X phiên bản thanh thường, các bạn sẽ chỉ bỏ ra với giá là 30 triệu đồng. Và các bạn sẽ mất thêm tiền đăng ký biển số. Với anh em nào ở huyện thì các bạn sẽ mất thêm tầm khoảng hơn 1 triệu. Và ở với những bạn nào ở thành phố thì các bạn sẽ mất thêm khoảng hơn 3 triệu đồng. Đó là phí đăng ký biển số. Ở đây thì Linh có Honda Winner X phiên bản HRC các bạn nhé. Đây là phiên bản HRC vành vàng đấy ạ. Thì hiện tại phiên bản này bên Linh đang bán giá cực kỳ hấp dẫn, với mức giá chỉ từ 37 triệu đồng. Và giá sau khi được hỗ trợ khuyến mại sẽ chỉ còn là 34 triệu đồng thôi. 34 triệu đồng cho Honda Winner X phiên bản thể thao HRC. Đây là phiên bản vành vàng mới 2023 của dòng xe Honda Winner X các bạn nhé. Đó. Còn các phiên bản còn lại đó là Winner X phiên bản đặc biệt với 3 màu là đen nhám, đỏ nhám và bạc nhám, bên Linh cũng đang sẵn hàng với mức giá cho các bạn là 37 triệu 500, và giá sau khi hỗ trợ khuyến mại sẽ còn là 345 các bạn nhé. Và các bạn lưu ý này, chương trình hỗ trợ 3 triệu đồng chỉ áp dụng tới ngày 30 tháng 6 thôi. Như vậy là các bạn chỉ còn khoảng 20 ngày nữa để các bạn lựa chọn Honda Winner X với giá vô cùng hấp dẫn các bạn nhé. Chỉ có 20 ngày nữa thôi các bạn mới có thể mua được Honda Winner X với mức giá chỉ từ 30 triệu đồng cho phiên bản thanh thường, hay là từ 34 triệu đồng cho phiên bản thanh ABS. Linh chắc chắn rằng sau khi kết thúc chương trình khuyến mại, tức là sau tháng 6 đấy ạ, thì chắc chắn là các bạn sẽ không thể mua được Honda Winner X với mức giá như Linh vừa báo đâu. Vì vậy mà nếu như anh em nào có ý định mua xe Winner X thì hãy mua ngay tại thời điểm này các bạn nhé. Và số điện thoại của Linh là 0987 162 438. Các bạn hãy liên hệ với Linh để được tư vấn hỗ trợ nhé. Mẫu xe này thì Linh còn có hình thức mua xe trả góp với lãi suất vô cùng ưu đãi dành cho mẫu xe này. Các bạn nào quan tâm thì hãy liên hệ trực tiếp với Linh ạ. Ngay sau khi các bạn vào showroom thì các bạn sẽ nhìn thấy luôn ở bên trong Linh cũng có trưng bày Honda Winner X. Hôm nay Linh có nói là Winner X phiên bản đặc biệt màu bạc đấy ạ. Hiện tại đang có mức giá cho các bạn là khoảng ngoài 37, và sau khi khuyến mại sẽ còn khoảng ngoài 34 triệu đồng thôi các bạn nhé.